Vũ Thùy Trang 23 tuổi, hiện là nhân viên trong một công ty xuất nhập khẩu. Trang đã xuất hiện trong một bộ ảnh để ghi lại những dấu ấn thanh xuân. Những tấm hình sexy của cô được rất nhiều người yêu thích và dành hàng loạt lời khen ngợi. Bộ ảnh đó mình chụp hồi tháng 9. Đáng lẽ sẽ chụp vào tháng 12 đúng sinh nhật 24 tuổi nhưng vì tháng 9 nắng đẹp quá nên quyết định triển khai luôn. Mình có sở thích cũng như thói quen mỗi năm sẽ chụp một bộ ảnh vào dịp sinh nhật để lưu giữ kỷ niệm. Sau này già đi có thể xem lại những khoảnh khắc của những năm tháng tuổi đôi mi hồi trẻ. Mỗi năm mình đều chọn một phong cách khác nhau. Năm nay mình muốn khác biệt hơn nên chọn sexy. Tuy vậy, bộ ảnh này cũng rất tự nhiên và nhẹ nhàng, không có gì trao chuốt hay ma cốt cầu kỳ hết. Mình muốn mỗi bộ ảnh làm kỷ niệm phải thật sự là chính mình, Thùy Trang chia sẻ. Bộ ảnh khiến cô gái được chú ý. Nhiều người xem xong các tấm hình đều cho rằng phong cách thường ngày của Trang là sexy, gợi cảm nhưng thực tế không phải vậy. Bình thường mình chọn đồ theo phong cách đơn giản, thanh lịch. Bộ ảnh cũng chỉ để làm kỷ niệm, mình không đăng lên Facebook cá nhân. Nhiếp ảnh gia Giang Nguyên cảm thấy quá tâm đắc với nó nên có đăng lên các hội nhóm. Mình cũng đã nhận về nhiều nhận xét khen ngợi bộ ảnh. Mình vui lắm nhưng cũng thấy hơi ngại ngùng vì lần đầu tiên rơi vào trường hợp này, Trang tâm sự. Nhan xinh đẹp của cô nàng 23 tuổi. Cô bạn hiện tại ngoài giờ làm việc còn tham gia kinh doanh. Trang bán đồ Hanma đem vào các dịp lễ như bánh trung thu, hoa sáp hay các sản phẩm chăm sóc tóc. Mình bắt đầu kinh doanh từ năm lớp 8. Từ việc buôn bán nhỏ hồi bé cho đến năm 12 mình có chút vốn rồi nhập nhiều hàng, thu nhập cũng tốt hơn. Sau đó mình đi học các lớp làm bánh và phát triển công việc bán bánh trung thu qua Facebook. Mỗi lần như vậy cũng thu được lượng khách sỉ và lẻ kha khá. Vì mê kinh doanh quá nên dù không phải người thích làm đồ hang ma đe, mình cũng bỏ rất nhiều tâm huyết cho bánh và hoa sáp mỗi mùa. Ngoài ra, mình cũng làm mẫu ảnh và chụp hình lúc bút, quay quảng cáo nữa. Cô gái sở hữu phong cách thời trang rất ổn. Bên ngoài, Thùy Trang là một người dễ chịu, ôn hòa, nhẹ nhàng và giàu năng lượng. Mình cũng thi thoảng được khen là có gương mặt dễ nhìn, các nét nhẹ nhàng tự nhiên. Mình vẫn trêu mọi người là đi sửa cái này, cái kia cho xinh nhưng ai cũng ngăn cản và bảo là thích như cũ hơn cả. Trang có nói đùa thêm rằng, ước mơ của cô là được trẻ mãi không già để được trải nghiệm thật nhiều, đi tới đâu mà bản thân thấy thích thú.